sẽ quay thử lại một cái quy trình làm mockup bằng Photoshop để em có thể dựa vào đấy để lập trình. À, ví dụ như là cái thằng này đi. Đây, ví dụ như thằng này. Đấy. Mở Photoshop. Ok. Bây giờ anh sẽ mở một cái hình PLG ghép vào đây. Đấy. Anh sẽ đưa hình này vào đây. Đấy, nếu mà đầu tiên mình ghép như này thẳng vào đây thì nhìn góc nó có vẻ không chuẩn lắm. Đúng không? Đây, mình mà ghép cắt ghép này thì nó vẫn không có cảm giác xa gần. Đấy, đầu tiên là mình phải xoay cái này. Ctrl T. Đấy, mình chọn cái này. Đấy, mình chọn cái này. Đấy, scale. Đấy, mình sẽ gọi đấy cảm giác xa gần này. Enter. Ok, enter rồi thì tiếp theo là zoom hình thì to một xíu. Đấy. Mình sẽ khớp này nhiều ở đây. Đấy, ok, tiếp theo bây giờ là anh sẽ tắt cái layer đi. Đi một đường này. Cái việc này những việc ông Photoshop làm, tức là mình chỉ mường tượng như nào là mình lập trình như thế. Đấy, anh bật cái này lên, anh chọn copy. What? Đây, anh chọn layer view copy. Đấy, em thấy chưa? Bây giờ cái hình này nó đã nằm trên đây rồi. Bây giờ mình mục tiếp theo của mình sẽ là background. Đây là cái lớp shadow của nó đè lên đấy. À, nó sẽ có lớp layer này, người ta sẽ kiểu Photoshop nó sẽ đấy, nó sẽ khiến cái chân nó cong cong này, như anh tách không chuẩn thôi. Đấy, sau khi nếu người ta tách layer chuẩn chẳng hạn thì ví dụ nó như cái layer này, nó như cái layer này. Ở đây nó như là cái layer này, chắc là cái này. Đấy, đây chính là cái layer shadow của cái này đây. Nó chính là cái này thì lấy cái layer này của thằng này đây. Đấy, nó xin lỗi layer này. Ồ. Đấy. Đấy, nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Mình cũng chỉ lập trình cho nó nghiêng xong mình ghép vào như thế 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 là được.